Sáng hôm nay, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Bình Phước. Tại buổi lễ, sau khi đại diện cục tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đồng chí Bùi Xuân Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2019, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Xuân Thắng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Bùi Xuân Thắng, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, đồng chí tân giám đốc và lãnh đạo làm tốt hơn nữa các mặt nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, tham mưu có hiệu quả cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện, tranh chấp đông người, đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng công an Bình Phước đoàn kết, tinh nhuệ, hiện đại, đủ năng lực công tác chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.